Vì sao bạn chưa được thuận lợi và chưa được may mắn trong cuộc sống của mình? Thì bạn hãy cùng với My đi hết video này để mà biết lý do tại sao và biết được cách ứng dụng vào trong cuộc sống của mình hay là trong công việc của mình bạn nhé. Lý do đầu tiên đó chính là bạn thiếu vắng đi lòng biết ơn. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Và My sẽ hướng dẫn cho bạn các cách để ứng dụng lòng biết ơn vào trong cuộc sống của mình, vào trong công việc của mình bạn nhé. Nếu như ngày nào mình còn rèn luyện lòng biết ơn thì cuộc sống của mình càng có phép màu. Và ngày nào không rèn luyện lòng biết ơn nữa thì phép màu đó dường như là nó dừng lại. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta biết được rằng cuộc sống của bạn không còn phép màu nữa? Thì ngay lúc này, ngay bây giờ bạn hãy quan sát và nhìn thấy mọi thứ mà xung quanh của bạn á, mọi chuyện nó xảy ra nếu như mà nó không được thuận lợi, kể cả về tài chính, về mối quan hệ hay là về sức khỏe của bạn, hoặc là trong công việc của bạn và những cái mối quan hệ xung quanh của bạn đó, thì nó thiếu vắng lòng biết ơn. Và cuộc sống bên ngoài của bạn đang phản chiếu lại bên trong tâm trí của bạn. Nếu như mà bên ngoài của bạn mọi chuyện không được thuận lợi, suôn sẻ, đơn giản là bên trong tâm trí của bạn không được thuận lợi và suôn sẻ. Và nếu như mà sức khỏe của bạn không được tốt thì chứng tỏ một điều rằng bạn đang thiếu đi lòng biết ơn về sức khỏe của mình. Và nếu như mà công việc của bạn không được thuận lợi thì chứng tỏ một điều rằng bạn đang thiếu vắng đi lòng biết ơn đối với cái công việc mà bạn đang làm, công việc mà bạn đang có ở trong hiện tại. Và hoặc là nếu như mối quan hệ xung quanh của bạn đang không được hòa thuận thì chứng tỏ một điều rằng bạn cũng đang thiếu đi lòng biết ơn với những mối quan hệ đó. Vậy thì thay vì bây giờ mình đi đổ lỗi, mình đi oán trách, mình đi than phiền tại sao mọi chuyện xung quanh của tôi nó lại xảy ra như thế, thì ngay lúc này, ngay bây giờ, cách tốt nhất là bạn hãy nhìn nhận lại chính bản thân của mình. Xem thử là thời gian vừa qua mình đã nghĩ cái gì, mình đã nói cái gì, mình đã xem cái gì, mình đã nghe cái gì và mình đã có những cái hành động gì mà nó khiến cho cuộc sống của mình nó không được thuận lợi như vậy ha. Mình ví dụ nè, bây giờ nếu như mà bạn đang không có sức khỏe tốt về cái đầu của bạn đi, thì bạn hãy nhìn lại thử xem thời gian qua mình có bắt tâm trí của mình nó suy nghĩ nhiều quá hay không, rồi mình có xem và tiếp xúc những cái thông tin nó không được tích cực hay không, mình có cho não của mình ăn những cái thông tin tích cực hay không, hay là mình có cho não của mình ăn đầy đủ chất béo tốt hoặc là nước đầy đủ hay là không, hay là mình có cho tâm trí của mình ngủ đúng giờ giấc hay không, hay là mình có cho tâm trí của mình hít thở oxy đầy đủ hay không, hoặc là đặc biệt hơn là mình có cho nó ăn những cái suy nghĩ tích cực hàng ngày hay không, hay là mình xem cái sức mạnh não bộ của mình là một chuyện hiển nhiên, sức khỏe là một chuyện hiển nhiên, và cái thời khắc mà bạn xem nó là một thứ hiển nhiên thì bạn đang không có quan tâm nó nữa. Cho nên nó báo hiệu với bạn rằng ôi, tôi được quan tâm và tôi được cầu cứu. Hoặc là những mối quan hệ xung quanh của bạn không được thuận lợi, thấy chồng của mình, vợ của mình không có quan tâm đến mình, thì ngay lúc đó mình hãy nhìn nhận lại chính bản thân của mình rằng là trong cái thời gian vừa qua mình có nghe, mình có xem những cái video, những cái bài nhạc buồn, những cái thông tin về sự không hạnh phúc hay không, mình có quan tâm và lắng nghe người chồng, người vợ của mình hay không, hay là mình dành thời gian chất lượng bên người chồng, người vợ của mình hay không, hay là mình có nói những cái lời cảm ơn đối với người chồng, người vợ của mình hay không, hay là mình xem người chồng, người vợ rằng là cái sự xuất hiện của họ bên cuộc đời của bạn là một chuyện hiển nhiên. Và cũng chính cái thời khắc mà bạn xem người chồng, người vợ của mình là hiển nhiên, cho nên là mình vô tâm, mình không để ý là khiến cho cái mối quan hệ của mình nó không được hòa hợp từ bên trong tiềm thức của mình. Và nếu như mà bạn thấy dòng tiền của mình đi bị suy giảm nè, thì chúng ta không có đổ lỗi cho thị trường ha, không có đổ lỗi cho ngoại cảnh ha, mà ngay lập tức chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mình, xem thử thời gian vừa qua mình có nuôi dưỡng cái suy nghĩ tích cực hay là không, những cái suy nghĩ tuyệt vời về tiền hay không, mình có biết ơn tiền bạc của mình hay không, hay là mình có đố kỵ, mình có lo lắng, ganh ghét hay là lo sợ về tiền bạc hay không, mình có tiếp xúc hay là xem những cái video nào mà nó mang cái năng lượng túng quẫn hay không, mình có dành thời gian chất lượng bên những người bạn mà nhiều tiền hay không, và thời gian chất lượng bên những người thành công về tài chính hay không, mình có trân trọng cái đồng tiền của mình hay không, có trân trọng những cái dòng tiền mà nó đang đến với mình, nó đang có với mình, mình có biết ơn những số tiền mình đang có trong hiện tại hay không, mình có biết ơn cái công việc hay là biết ơn khách hàng của mình hay không, biết ơn hay ông sếp hay là người bảo vệ hay là những người mà giúp cho mình đã có cái dòng tiền đó hay không. Và nếu như mọi thứ là không thì mình hãy
thay đổi bản thân của mình dần dần nha. Mình hãy tập trung vào lòng biết ơn nhiều hơn. Bởi vì mà thứ gì mà bạn xem nó hiển nhiên, bạn xem rằng ví dụ như là tất cả số tiền mà bạn nhận được trong cuộc sống của bạn là một thứ hiển nhiên, thì vũ trụ sẽ tước lấy đi của bạn bất cứ thứ gì mà bạn không coi trọng nó và xem đó là một thứ hiển nhiên bạn nhé. Cho nên mỗi khi bạn cảm thấy biết ơn với những gì bạn đang có thì bạn sẽ được ban tặng thêm bất cứ thứ gì bạn mong muốn. Và nếu như bạn không có lòng biết ơn với những gì bạn đang có thì bạn sẽ bị tước đi. Thì đó là lý do tại sao môi trường doanh nhân kiếm cuốn group lại có một cái buổi chia sẻ và những cái buổi rèn luyện vào lúc 4:30 cho đến 6:30 sáng để mà rèn luyện cho tất cả những anh chị em trong môi trường câu lạc bộ cùng nhau thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Và cái quy trình này đã giúp cho My thay đổi bản thân của mình, và mỗi ngày My đều thực hành lòng biết ơn. Và sau nhiều lần, nhiều tháng và qua một thời gian thực hành lòng biết ơn thì My nhận ra một điều rằng đây là cái thói quen mà không thể nào mình bỏ qua trong một ngày được. Và thời khắc mà cái giây phút mình không có lòng biết ơn thì mọi thứ trong cuộc sống của mình sẽ bị tước đi. Vậy thì các anh chị và các bạn ở đây, mình đã có thói quen thực hành lòng biết ơn mỗi ngày hay chưa ạ? Và nếu như mà chưa có thì bạn hãy tham gia và rèn luyện cùng với My nha. Cảm ơn tất cả những anh chị đã xem hết video của My. Và My chúc cho những anh chị em và các bạn ở đây xem được video này, thấy được video này, tiền vô như nước, một năm sức khỏe dồi dào và có một gia đình hạnh phúc. Và nếu như anh chị thấy video này của My hay thì hãy đăng ký kênh của My, follow My hoặc là nhắn tin cho My, để lại thông tin bên dưới hoặc là nhấn vào đường dưới avatar trang cá nhân của My. My sẽ gửi tặng cho bạn một tấm vé tham dự chương trình miễn phí nhé, và hỗ trợ cho bạn một môi trường để giúp cho bạn rèn luyện. Hãy đăng ký kênh của My để nhận thêm được nhiều video giá trị hơn nhé.